Mãn nhãn về kỹ xảo, hình ảnh và âm thanh là những gì đầu tiên mình dành cho Godzilla King of the Monsters, bộ phim thứ 3 của Monsterverse của hãng Legendary Entertainment và Warner Bros. Mọi người có thể xem lại video tóm tắt vũ trụ Monsterverse trước đó trên kênh của mình. Đây là bộ phim đang nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều đến từ người xem. Đối với fan của dòng phim này thì vô cùng hài lòng với phim vì những con quái vật hay những bài hát quen thuộc lại một lần nữa được xuất hiện trước mắt họ trong một bộ phim vô cùng hoành tráng. Còn với những người trung lập yêu thích điện ảnh nói chung thì có những ý kiến cho rằng phim khá rỗng về phần nội dung, những gì mà diễn viên trong phim đã làm lại không tạo bất kỳ dấu ấn nào. Vậy ta hãy cùng xem Godzilla King of the Monsters đã đem lại cho mình những suy nghĩ gì nào. Damn right. Câu chuyện của Godzilla King of the Monsters bắt đầu sau trận chiến của Godzilla cùng quái vật Muto ở phần 1 ra mắt vào năm 2014. Gia đình tiến sĩ Emma Russell và Mark Russell thuộc tổ chức Monarch đã bị chia rẽ do trận chiến của Godzilla. Đau khổ trước cái chết của người con trai mình, họ ly dị và mỗi người đi theo một con đường riêng. Trong đó, Emma đã tìm cách thả hết các Titan để chúng có thể tái tạo lại sự cân bằng cho trái đất, mặc dù cái giá phải trả là sinh mạng của hàng triệu người. Còn Mark cùng những người đồng nghiệp cũ tại Monarch như tiến sĩ Sherry Yawa, tiến sĩ Chen tìm cách ngăn chặn kế hoạch của Emma, tin vào sức mạnh bảo vệ loài người của Godzilla. Họ đã hợp lực với Godzilla và Mothra tự chiến với quái thú rồng ba đầu Ghidorah để bảo vệ trái đất cùng nhân loại khỏi sự diệt vong. Đó là phần nội dung được khái quát sơ qua thôi. Ta hãy đến với phần mà phim đã làm tốt nhất nào. Đó là trận chiến giữa các vị thần Godzilla King of the Monsters gây ra ấn tượng với người xem. Ngay từ những phút đầu, bằng tiếng gầm rợn người của Godzilla, chỉ trong một vài giây, những người hâm mộ đã nhanh chóng kịp nhớ lại mức độ đáng sợ của quái thú đến từ Nhật Bản này. Và đúng với những dự đoán, không để người xem thất vọng, phần phim mới về quái thú Godzilla đã mang đến những trường đoạn chiến đấu hoành tráng hơn bao giờ hết. Kỹ xảo và bố trí cảnh quay trong phim được thực hiện vô cùng tốt. Những phân cảnh chiến đấu của các quái vật khổng lồ hoàn toàn chiếm lĩnh màn ảnh, thu hút mọi sự chú ý của khán giả. Godzilla được thể hiện sự to lớn, đáng sợ, uy mãnh và rõ ràng hơn nhiều so với phần 1. Sức mạnh cũng được nâng lên một bước. Quái vật rồng ba đầu Ghidorah cũng có một sự xuất hiện vô cùng ấn tượng, xứng đáng là quái vật hùng mạnh để đối đầu với Godzilla. Phân cảnh mà Godzilla xưng vương thật sự là gây sởn ra óc và thỏa mãn đối với người hâm mộ. Âm thanh của phim cũng là một điểm cộng. Những đoạn nhạc đã thành thương hiệu của dòng phim quái vật Godzilla Nhật Bản được sử dụng và đưa vào nhiều phân cảnh chiến đấu. Điều này vừa là lời tri ân đối với bản phim gốc cũng như là tạo được sự hứng khởi của người hâm mộ. Màu sắc phim cũng khá là ổn, không quá tối, đủ sáng, đủ để ta nhìn rõ các chi tiết của phim. Nhịp phim được giữ vừa phải ở những phân cảnh liên quan đến gia đình và dồn dập ở những đại cảnh chiến đấu. Nhưng có một số khoảnh khắc luân chuyển các chi tiết phim đôi khi gây mệt mỏi đối với người xem. Hãng phim Legendary Entertainment và Warner Bros. Đang cố gắng xây dựng cho mình riêng một vũ trụ điện ảnh, nên phim đã cố gắng đưa người xem đến một thế giới rộng lớn hơn, nơi mà các quái vật có mặt ở khắp mọi nơi. Điều đó đã giúp phim phát triển rất tốt những yếu tố của quái vật. Nhưng khi mà các yếu tố nêu trên đã quá tốt như vậy, thì cũng chính điều này đã hình thành nên một điểm thất vọng vô cùng to lớn đến từ yếu tố con người. Bộ phim đã đưa cả gia đình nhà Russell đến với khán giả khá là gấp rút và dồn dập, khiến cho những nhân vật mới này không có một sự mở đầu quá là đặc sắc. Cả phim thì những hành động của cả gia đình này không được châu chuốt rõ ràng, khiến cho một khoảng cách ở cuối phim không quá ấn tượng. Dù rằng màn diễn của Matt Russell do Kyle Chandler thủ vai và Madison Russell do Millie Bobby Brown thủ vai đã thể hiện là khá tốt, nhưng vì kịch bản đã khiến cho họ bị chìm hoàn toàn. Đặc biệt, một nhân vật cũ của đoàn phim Godzilla 2014 là tiến sĩ Sherry Yawa do Ken Watanabe thủ vai, người dành cả đời nghiên cứu Godzilla, đã không có quá nhiều đất diễn. Nhưng dù gì thì ông có một phân cảnh khá là quan trọng và cảm động của phim. Những nhân vật khác thì cũng hoàn toàn mờ nhạt hơn cả. Khi không có một ai có nhiều khoảnh khắc đậm nét, những nhân vật được đưa theo một kịch bản dựng sẵn và hoàn toàn không có chủ đích hay kế hoạch gì cả. Tưởng chừng chúng ta có thể thấy được một kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng mà tổ chức này đã dày công chuẩn bị, thì tất cả những gì họ có thể làm là đi vòng quanh thế giới và chờ các quái vật đánh nhau, không một chút kiến thức nào về những thứ mà họ đã quản lý trong suốt bao nhiêu năm dài. Nhưng việc này có vẻ không quá quan trọng đâu nhỉ. Phim về quái vật thì quái vật phải là trung tâm của bộ phim thôi. Hay như một câu nói ở trong phim là con người chỉ là thú cưng của các Titan, thì việc thể hiện rõ nét thú cưng có vẻ là điều không cần thiết. Godzilla King of the Monsters đã hoàn thành được việc tạo ra một vũ trụ điện ảnh rộng lớn hơn.
Còn lại thì đây là một sản phẩm giải trí thú vị, đủ chất lượng để không làm thất vọng những khán giả khó tính. Dù rằng sự hình thành của các Titan vẫn là chưa rõ nét, nhưng việc hé lộ một thế giới bí ẩn trong lòng đại dương nơi mà Godzilla sinh sống, và với phân đoạn After Reddick cũng hứa hẹn một cuộc chiến vô cùng hoành tráng khác của những vị thần khổng lồ dũng mãnh trong tương lai. Đối với các bạn thì sao? Hãy cho mình biết thêm ý kiến tại phần comment. Và đừng quên like và subscribe cho mình nếu thấy video này hay, để cho mình có thêm động lực ra những video chất lượng hơn trong tương lai. Thank all. Don't call it a Mothra. Don't call it a Ghidorah. Don't call it a Rodan. Don't call it a You got a catchy name for this one? My Godzilla. Don't call it a comeback. I've been here for years. Our planet will perish. Bam. Unless we set Godzilla free. Listen to the bass go boom. So this plan is what you would call a long shot. Well, let's get started. Competition being the